Huế xin kính chào quý khán thính giả của Đài Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả thương mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ bỏ sách đèn, lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng Hát Hậu Phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự những kỷ niệm vui buồn thời chinh chiến. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghathauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương xin giới thiệu đến quý vị một chiến sĩ không quân. Chúng tôi muốn xin giới thiệu đến quý vị cụ trung tá Nguyễn Đức Gia thuộc sư đoàn 4 không quân. Dạ xin mời anh. Xin kính chào quý khán giả Đài Hồng Việt TV và chào hai cô Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan. Dạ thưa em, hân hạnh được chào anh Đức Gia và em mời anh ngồi xuống. Cảm ơn anh đã đến với chương trình với chúng em, cũng như là chào nghĩa xưa. Nhìn anh bận một đồ bay này, Quế có nghĩ gì không? Nhớ người yêu xa xưa. Nhớ người yêu một thời. Người yêu của Quế cũng mơ mộng là bao giờ ngày xưa là em cũng ngày xưa cũng có một anh bạn cũng sắp sửa lấy nhau đó. Vâng. Anh là trung úy về trực thăng anh. Vâng. Dạ. Mà anh cũng cao vốn như anh vậy đó. Dạ. Thành thử ra em nhìn thấy anh những cái màu áo mà áo bay đó thì là em sao xuyến lắm. Em nhớ rất nhiều cái kỷ niệm hồi xưa. Dạ, em thấy sao xuyến. Dạ. Em thấy các anh không quân mặc đồ cộng công nhận là oai hùng, nhưng mà oai hùng theo kiểu không quân, nhưng mà em thấy em vẫn thích bộ đồ lính bông nhảy dù hay thì cũng lục chiến hơn thưa anh. Dạ, vâng. Mà bộ này thì cũng oai lắm cơ. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà anh Gia vẫn giữ được cái dáng người đó gầy gầy đó, người mẫu. Dạ, mặc đồ bay đẹp người mẫu của không quân. Dạ, cảm ơn hai cô. Dạ, mấy chục năm trôi qua mà em thấy anh vẫn vẫn ốm vậy là hay quá. Nào giờ có bao giờ anh mập không anh? Dạ không, tôi lúc nào cũng có chứ. Thường thường có mấy anh mặc đồ bay đó mà cái bụng nó hơi to đó thì nó không có được gì đó đẹp bằng anh. Dạ, nhưng mà lớn tuổi phải có bụng chút xíu chứ. Dạ. Mà lớn tuổi rồi thì nghe cũng không có đẹp đâu. Dạ. Nhưng mà em thấy đàn ông mà lớn tuổi mà hơi có bụng tí mới đẹp anh ơi. Người ta thường hay nói là bụng bự là no đủ nhà giàu á. Lấy bụng ở đời, lấy bụng ở đời. Tôi về tôi phải rắn cho nó lớn hơn. Lấy bụng ở đời. Dạ thưa, bây giờ mình vô chương trình đó thưa anh. Dạ vâng. Dạ, cũng như là chắc chắn thính giả cũng muốn biết là anh Gia của mình á là nhập ngũ năm nào thưa anh? Dạ thưa hai cô, tôi nhập ngũ năm 1960. 60. Dạ. Dạ. 1960. Vậy là cuộc đời quân ngũ của anh lâu ha? Dạ vâng, hơn nửa thế kỷ chứ. Hơn nửa thế kỷ, năm mươi mấy năm đó thưa anh. Vâng. Dạ. Dạ. Như vậy thì khi mà anh học ở trong trường, anh nhập ngũ thì là anh học ở trong trường, ra trường thì cái đơn vị đầu tiên anh là đơn vị nào thưa anh? Dạ, cái tôi ra trường thì đơn vị đầu tiên là phi đoàn 114 đóng ở Pleiku. Dạ. Vâng. Dạ. Nhưng mà anh học ở đâu thưa anh? Lúc mà anh huấn luyện thì à, không, à, lúc tôi tình nguyện vào trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Dạ. Thì rồi tôi học ở đó 3 năm. Dạ. Và tôi nhập ngũ năm 1960. Dạ. Và mãn khóa năm 1963. Dạ. Sau đó được tuyển qua không quân. Dạ. Thì chúng tôi được đi huấn luyện một cái khóa huấn luyện về vừa nói ông đấy là Cessna L-19 á. Dạ. Mà thường thường người ta ở ngoài dân chúng thường người ta gọi là máy bay bà già. Dạ. Vâng. Dạ. Yeah. Hồi xưa thì còn trẻ mà lái bà già, giờ chắc già này cũng lái máy bay bà già. Dạ thưa anh lái là Cessna, là lúc mà ra trường là anh lái Cessna luôn. Không, L-19 với Cessna cũng lái luôn. Dạ thưa anh thì em xin phép hỏi anh chứ cái công dụng, cái chức năng của chiếc Cessna là như thế nào thưa anh? À, cái chiếc Cessna là nó cũng là phi cơ nhỏ giống như là L-19 thì chỉ có 2 chỗ ngồi thôi. Yeah. Nhưng mà còn Cessna thì nó có 6 chỗ ngồi. Yeah. Mà nó có nhiều công dụng lắm.
Yeah. Sedna thì nó có thể đi hành quân, rồi đi thả truyền đơn, đi phóng thanh, rồi có thể chở các tư lệnh chiến trường đi thăm viếng các nơi nơi mà ngày xưa thời mà Tổng thống Thiệu còn là tư lệnh không mà tư lệnh quân đoàn 4 á, thì Tổng thống Thiệu mỗi lần đi họp Sài Gòn ấy, là đi bằng Sedna, vì nó là vì máy bay đó là máy bay như nó, là chứa nó được bao nhiêu chỗ. À, nó sáu chỗ, sáu chỗ, chỗ. Vâng, mấy bà già thì có hai thôi, thám thính. Đúng rồi, bà già thì thám thính. Đúng rồi, bà già thì có hai, nhưng mà Sedna thì nó có sáu chỗ, mà nó cũng như là đi êm giống như là em đi, nhớ em có đi một lần rồi, hồi đó em hát ngoài Kon Tum anh. Vâng. Rồi đi cứ lúc về không có máy bay về thì các anh cho tụi em tại hát cho không quân á. Sedna em cũng có đi Sedna vậy. Dạ, vâng. Ngồi oai lắm cơ. Vâng. Sedna thì nó êm lắm như đi xe hơi vậy thôi. Vâng. Nhưng mà nhiệm vụ của Sedna nó là nhiệm vụ chính của nó chính là của đi nó. Thám sát trận địa, rồi đi yểm trợ cho quân bạn ở trên đất. Nhưng mà người ta nói mà máy bay bà già thì nó cũng đúng thôi. Là vì bà già là chúng tôi giống như là bà mẹ nuôi một trận đấy. Thì các tướng lãnh và trong chỉ huy tư lệnh chiến trường thường thường gọi những đứa con ở trên đất là con, tôi có con này chỗ này, con chỗ kia. Thì chúng tôi là cũng như là bà mẹ nuôi á, tức là mấy đứa con ở đất muốn cái gì tôi cho cái đó. Chẳng hạn như muốn thả bom là tôi có cho bom, mà muốn Sedna có thả bom không luôn. Có không, Sedna sẽ gọi chúng tôi là người tai mắt của tư lệnh chiến trường mà. Oh, yeah. Thành người ta chỉ có xin chúng tôi chứ, rồi anh sẽ gọi F5 hoặc là A37 thí dụ vậy đó, để quan tâm mà dưới đất mà cần đến là như mình muốn để khai tiêu diệt được phần phía trước á, thì tôi sẽ gọi khu trục hay là thì tới gọi phần luật tới thì mình, chúng tôi là những người mà tai mắt của chiến trường, tôi biết là chỗ nào, tôi chỉ cho khu trục biết, nói là bây giờ anh oanh kích của tôi ở trên cái chỗ đây, tôi bắn một trái khói, thì anh căn cứ theo đó anh bắn, thì bắn trái khói xuống thì ở cái anh khu trục anh bay bên trên, anh ấy nhìn thấy cái khói thì mình nói anh muốn thả bom ngay vào chỗ đó thì anh thả ngay vào chỗ đó. Tức là trái khói là do các anh vâng, trái khói là để có giờ chỉ mục tiêu đó, vâng, chỉ điểm mục tiêu. Khi nào mình mới sử dụng B-52 để dội bom thưa anh? Không, cái B-52 thì cái đó là nó không nằm trong cái tầm của không quân Việt Nam. Thường thì anh nghe nói là B-52 là khi nào mới mà là chức năng của cái B-52 lại biết là dội bom, nhưng mà ai là sử dụng chiếc B-52 thưa anh? Không, cái này nó là thuộc về mũi giác đài của Mỹ chứ. Vâng, cái không phải là của không quân Việt Nam, cái đó là ngoài. Nghe nói B-52. B-52 thì nó ngoài của những chữ đó rồi, chỉ có đội. Chỉ có khu trục là A1 nè, F5 nè, A37 là những cái mà quanh kích á, mặt trận á. Vâng. Thường thường là như vậy phải không anh? Nó còn ngày xưa nó còn có AD6 nữa, T-28. Nhưng về sau này thì tôi dài đa số là xài A37 và F5. A37 F5 nhiều hơn. Vâng. Dạ. Và nếu mà như vậy đó thì là những khi mà tải thương đó anh có kêu không? Không có kêu trực thăng. Thì thế tôi nói là tôi là bà mẹ nuôi mà. Đó. Muốn xin là mà pháo binh là có pháo binh. Ví dụ như là có người bị thương thì gọi kêu là gân không trực thăng rescue chứ. Trực thăng rescue tức là tải thương. Trực thăng tải thương đấy. Vâng. Dạ. Thì còn nếu mà trực thăng có bắn nữa. Đúng, chiều trực thăng là có loại mà đó là gunship. Gunship. Gunship dạ. Trực thăng thì em rành lắm. Vâng. Em biết nhiều lắm. Dạ. Thưa anh, như vậy thì anh có những cái kỷ niệm gì với những cái đồng đội của anh không anh, người đồng đội của anh trong những lần anh đi hành quân? Tôi là dân chiến đấu thì những kỷ niệm đó, nó toàn về súng đạn không thôi, toàn bom đạn không. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn kể cho hai cô nghe là cái mà làm cho tôi nhớ nhất á, mà các nó có những bạn bè tôi là Tết Mậu Thân đó. Tết Mậu Thân khi mà Việt Cộng tràn nó vào sát ngay phía cạnh của thành phố Cần Thơ. Thì thành phố Cần Thơ nó nằm ở cái góc của cái hai con sông. Thành ra mà mé bên phương Tây ấy, thì là có nhiều các cơ sở quân sự lắm. Thì nó tiến nó đi vào trong vào nó chỉ vào có một cái phía là phía nam từ quận Cái Răng á. Đi vào thì nó vào sát cái lệch đó lên. Thì tôi lên khi mà báo là đến hành quân thì tôi bay lên thì tôi sau khi làm 2-3 vòng nhìn thấy biết rồi. Ở trên này tôi nhìn thấy biết hết á. Nhìn thấy ở dưới là đá xuống mặc quần đồ đen các thứ mà tụ nhưng mà không phải đông lắm, mà ở dưới bụi chuối ở kia đó. Rồi những các cây lùm cây ở gần đó là có hết, tụi tôi gọi khu trục tới. Mà cái đó nó may ở chỗ là
nó nằm ngay gần phi trường nữa. Yeah. Tại phi trường thành phố Cần Thơ với phi trường nó cách nhau chút xíu à. Yeah. Thành ra gọi cái là lên liền. Mà khi mà phi tuần cuối trục liên thả vài bác xuống đó thì lại im luôn. Yeah. Và từ đó là bắt đầu cái áp lực của địch vào Cần Thơ đã giảm nhiều lắm. Thì là mấy ngày sau cứ tiếp tục như vậy thì là thành phố Cần Thơ trở về bình thường. Dạ. Wow. Yeah. Thưa anh ở cái chức vụ trung tá tới bao nhiêu lâu mới bị mất nước thưa anh? 5 năm. 5 năm. Mà... Thế mà sau 5 năm anh không lên đại tá à? Không. Mất nước thì không biết không lên. Em thấy là thường thường 2 năm 3 năm là được lên nếu mà mình dạ không phải đâu, tùy theo chẳng hạn như những chiến sĩ mà họ ra trận, họ đánh những trận mà giỏi nữa kia thì có khi đâu có cần 3 2 3 năm. Anh. Vâng, có nhiều cách, khi có mấy tháng 6 7 tháng 1 năm họ cũng lên được rồi. Dạ, vâng, gọi là đặc cách mặt trận đó không anh? Vâng, dạ. Vâng. Nhưng mà thường thường là những cái người mà hành quân như vậy đó thì phải có những cái trận nào mà nghĩa là chiến công á. À vâng, thì chuyện là chiến công thì diễn được thì lên nhanh. Vâng, lên nhanh hơn. Yeah. Vâng. Thế thường thì bao lâu anh mới lên một cấp bậc từ trung tá lên đại tá đó thưa anh? Thường không, thường cái đó không có ấn định được bao lâu. Dạ vâng. Không có những người khác tùy theo phải không? Anh còn trung tá không? Không phải là trung tá lên đại tá mà cứ tự động mà lên đâu, không phải. Nó phải có thời phải có đòi hỏi những các cái điều kiện của nó chứ, chứ không phải là chẳng hạn như là có học thăng mưu cao cấp không, rồi có những đã từng chỉ huy những đơn vị nào đến vị nào, nó nhiều thứ lắm, nó đòi hỏi nhiều thứ mới được, chứ không phải là cứ hết mình tôi trung tá là nó tự động nó lên đại tá, không phải. Nhưng mà anh bay đi hành quân nhiều không anh? À, thì nghề của tôi là bay đi hành quân mà. Bay hành quân không, nó suốt á. À, vâng, tin lúc nào hết mà cứ hết đi hành quân là đi bay. Dạ. Đó, là đi mà lúc. Anh có bao giờ bị thương không thưa anh? Dạ không, tôi không bị thương, nhưng mà tôi cũng bị bắn 2-3 lần, nhưng mà cũng may không có sao. Hột. Dạ, thưa anh thì sau 75 anh có đi tù Cộng sản không thưa anh? Dạ không, cái đó tôi may mắn là tôi được không có đi tù Cộng sản. Tại sao anh đáng lẽ trung tá, thiếu tá là anh đi 75 sao? Không, tại vì tôi không phải... Bố cũng biết là cái vấn đề đi năm 75 không phải ai muốn đi hay là ai muốn ở, mà cái đó là mình may mắn một trời, một cái cơ hội một trời cho thôi, chứ tôi lúc đó tôi đang học và chỉ huy tham mưu cao cấp ở Long Bình, là tức là tôi không có liên hệ gì, không có liên lạc gì được với cái đơn vị gốc hết. Yeah. Thành ra lúc đó là tôi cũng lo lắng dữ lắm, nhưng mà cái duyên số đó, may mắn đó, thì có cái dịp để được đi thành Như vậy thì anh làm tư lệnh sư đoàn, anh ở không, sư đoàn 4 tôi... anh sư đoàn 4 không quân á. Vâng. Thì là cái nhiệm vụ của sư đoàn 4 không quân thì có bao nhiêu phi đoàn ở trong đó, anh có thể nói? Cái nhiệm vụ thì không nhất thiết, nhưng mà cái nhiệm vụ của sư đoàn 4 không quân á, tức là cũng là nhiệm vụ của không quân. Dạ, mà nhiệm vụ của không quân là yểm trợ quân bạn dưới đất đạt tới mục tiêu càng nhanh càng tốt. Thành ra đó là nhiệm vụ chính. Nhưng mà ở sư đoàn 4 không quân là cái sư đoàn 4 không quân nó gọi là sư đoàn 4, chứ thực ra đây là sư đoàn đầu tiên của không quân Việt Nam. Nhưng mà nó để đặt ở trong sư đoàn 4, quân đoàn 4, thành ra gọi là sư đoàn 4. Mà quân đoàn 4 thì có 16 tỉnh và có 3 sư đoàn, mà sư đoàn 7, sư đoàn 9, sư đoàn 21. Thành cái nhiệm vụ của chúng tôi là bảo quốc chiến không, mà thành ra yểm trợ cho các quân bạn ở dưới đất của cả ba cái sư đoàn đó là 3/9. Thành ra những cuộc hành quân nào mà của sư đoàn của quân đoàn 4 á, thì ba sư đoàn đó ở đâu là chúng tôi đều có mặt hết. Dạ thưa anh, là khi nào anh mới qua Mỹ bằng phương diện gì thưa anh? Dạ thì tôi cũng được đi năm 15, nhưng mà tôi vừa nói nãy là mình có duyên số rồi mình gặp một cái người ta họ đưa đi thôi chứ. Tức là anh vượt biên? Dạ không, tôi đi bằng phi cơ. Sướng vậy. Thế là nguyên gia đình đi luôn á anh? Vâng. Thì là may mắn thôi, đã nói là may mắn chứ không có. Anh nói may mắn là em tưởng anh may mắn là không có đi tù Cộng sản hay nhà may mắn. May mắn là không đi tù Cộng sản. Mà may mắn cái là một cái vù là qua bên Mỹ luôn anh. Thì cũng cái đó. Anh định cư đây luôn nào giờ? Dạ vâng, từ năm 15 giờ. Dạ. Ai cũng người có số may mắn ha. Trong lúc các anh khác thì bị ở tù. Dạ vâng, thì cái 7-8 năm, 10 năm. Không, những bạn cùng khóa với tôi đều là 13 năm hết á. Dạ. 13 năm á. Vâng. Wow. Đi đúng rồi, nhất phi gì pháo mà. Nó thương lắm. Ở trong sư đoàn 4 không quân thì có bao nhiêu phi đoàn, xếp na bao nhiêu trực thăng, anh có biết không thưa anh? À biết chứ. Dạ anh có thể. Bên xếp na phi đoàn. Xếp na tưởng bao nhiêu, có bao nhiêu phi đoàn thưa anh? Nếu không gọi là xếp na mà gọi là phi đoàn quan sát á. Dạ. Thì có hai phi đoàn quan sát. Dạ. Thì còn bên khu trục thì có đến 3 phi đoàn khu trục. Dạ. Thì còn bên trực thăng thì là có
6 phi đoàn trực thăng, rồi lại có 2 phi đoàn tải thương. Anh có nhớ hết cái phi đoàn, chẳng hạn như là cái phi đoàn quan sát của anh là phi đoàn mấy? 110 vâng, của anh 116. Phi đoàn tôi là 116. Rồi một phi đoàn nữa là phi đoàn 122. Vâng. Rồi trực thăng là thường thường là số 2 đầu. Phải không anh? Vâng. Trực thăng là số 2. Vâng. Cô có vẻ cũng rành rẽ với không quân nhiều ạ. Tại người yêu của không quân. Dạ, phải nói là mỗi lính, mỗi binh chủng em biết một chút. Vâng. Tại em hay hỏi đó, hồi xưa cũng hay hỏi lắm, thật ra em biết chút chút. Với lại em đi bên biệt đoàn đó thì là cũng đi với lính nhiều, thành ra em cũng biết. Vâng. Chút chút chứ không dám biết nhiều. Vâng. Còn cái F5 đó là thường thường là cái A37 là cái đầu tiên là như là số 5 đầu hay là số 3 anh ha? 5. 5. Vâng. 5. Thí dụ như khu trục á, vâng, thì là năm mấy vâng, vậy đó. Năm 18, năm 24, năm 46 là kia. Dạ, còn trực thăng là 20, số 2 đầu. Dạ. Chẳng hạn như Sơn Dương là 235 nè. Dạ. Rồi cái phi đoàn của anh Thu là... Là 227. 227 là của anh Thu, dạ. Vâng. Dạ. Thì trong đó là nhiều phi đoàn. Dạ. Dạ. Dạ thưa anh, khi mà anh qua Mỹ thì anh hoạt động những gì tới ngày hôm nay luôn thưa anh? Nếu mà nó hai cái mà đang kiếm kế sinh nhai thì khác, còn đi hoạt động thì đa số tôi hoạt động ở trong các cái đơn vị của tôi là ngày xưa, chẳng hạn cũng là không quân, các đơn vị trong không quân cũ, hay là khóa của tôi là khóa 17 Đà Lạt thì tôi là sinh hoạt với khóa 17 vâng, Đà Lạt. Nhưng mà khi mà anh qua Mỹ năm 75 đó thưa anh thì chắc các cháu còn nhỏ anh hả? Dạ vâng, các con tôi mới lúc giờ. Và bây giờ các cháu đã trưởng thành rồi thì gia đình anh có mấy cháu thưa anh? Gia đình tôi có 4 cháu. Dạ. Cho hai trai hai gái. Chắc là ông nội ông ngoại gì rồi hết trơn. Thì bắt buộc cái giờ này thì là ông nội ông ngoại rồi. Dạ. Anh bây giờ anh yêu cầu cái bài hát nào không thì Phương Quế Trang Thanh Lan sẽ hát để mà tặng cho anh. Bài hát nào anh thích mà chúng em thuộc. Vâng. Không thì sẽ có khán giả gọi vào để mà yêu cầu. Dạ theo tôi thấy để cho khán giả yêu cầu hơn là vì khán giả thích hơn. Dạ. Chứ tôi yêu cầu lắm khi khán giả không thích. Dạ. Dạ. Vậy thì có một người khán giả giấu tên sống tại Oklahoma yêu cầu chị Phương Quế và chị Trang Thanh Lan song ca lại bài Hoa Biển Kỳ Rồi Chúng Em. Mới nghe có nửa bài thôi, bây giờ hai chị có thể hát lại cho em nghe hay không? Một em không có dấu, em giấu tên. Ok. Bây giờ mình hát nói lại. Tên gì mới hát, giấu tên không hát. Ủa cái này là mà bữa nay không quân mà hát hải quân. Dạ. Tại vì tuần rồi là em nói là mình hát mới có nửa bài, bây giờ hát nguyên bài. Em tặng anh, bây giờ mình ngược chiều cho mình trật chìa cho xíu nha. Anh không quân thì em hát bài hải quân tặng. Nó không chung đến hải quân mới không quân cũng vậy. Chương trình này là chương trình lính thành thử là các binh chủng hết thưa anh. Hải luôn không quân là chúng em hát hết. Dạ. Ngày xưa em anh hay hờn dỗi, dần anh khi anh chưa kịp tới, cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi em cúi mặt làm ngơ, không nghe kể chuyện bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời. Anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em, cho anh thì thầm em ơi tình mình trắng như hoa đại dương. Chuông khơi nổi gió lênh đênh trên sóng, thấy lung linh rừng hoa, màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm ngất ngây lòng thề. Biển khơi không mang hoa màu trắng,
tàu anh xa xôi chưa tìm bến, nên em còn hờn, nên em còn buồn sao chưa thấy anh xa. Em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương. Em ơi giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương. Và bài này thì chúng em tiếng hát hậu phương cũng tặng người lính già ở Tennessee. Cái bài mà cô em giấu tên vừa rồi nói là anh chúng em hát chỉ có nửa bài thì em tặng anh luôn, tụi rồi hát có nửa bài thì anh thưa anh nghe những bài hát của mình ngày xưa đó, anh có cái cảm tưởng như thế nào thưa anh? Dạ tôi mỗi lần tôi nghe những bản nhạc ngày xưa là tôi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa lắm, thành ra nghe nhạc ngày xưa thì nói giống như là kiểu người tôi gọi là thấm lắm. Mỗi một lần các cô ca thì là chúng tôi lại nhớ lại những ngày xưa, những lúc đó như nào, như nào chiến đấu hay sao bay bỏ cũng dạng kia đại khái thế. Cho nên nhớ lại vâng dễ dãng như là cái ngược quay lại được thế đúng rồi. Dạ thưa anh, khi mà sau năm 75 thì anh, thì khi mà anh đi ra khỏi nước Việt Nam rồi anh thấy cái quê hương mình như vậy thì anh cái cảm xúc anh như thế nào thưa anh? À không, đi nên đi vấn đề mà đi ra là chúng tôi trong lòng chúng tôi là không bao giờ muốn, nhưng mà tại vì không thể nào sống với chế độ cộng sản được. Không, nhưng anh phải đi nghĩ về quê hương thì đó thì là chúng là cái nơi chôn rau cắt rốn của mình sao mình bỏ đi được. Thế nên mình lúc nào mình cũng hướng về quê hương hết á, ngay cho đến bây giờ đã đau lòng chứ. Vâng, sau đây xin phép anh có lời chia sẻ, một lời chia sẻ của anh Hiệp Trương. Dạ chào anh Hiệp Trương. Chào anh Hiệp, lâu lắm không thấy anh Hiệp Trương gọi vào tiếng hát hậu phương. Dạ vâng, anh từ San Jose gọi. Anh gửi lời thăm hai cô Phương Quế và Thanh Thanh Lan cũng như là niên trưởng gia. Vâng, xin hỏi niên trưởng có học ở Trung tâm Huấn luyện Không quân Nha Trang hay không? Nếu có thì là khóa 60 mấy. Đồng thời gửi lời thăm nghĩa sữa, chúc Hồng Việt luôn luôn thăng tiến trong con đường phục vụ khán giả và chúc hai cô luôn luôn trẻ đẹp. À, tôi cảm ơn anh Hiệp Trương rất nhiều. Vâng, tôi có học ở Trung tâm Huấn luyện Không quân Nha Trang mà tôi học khóa L1. Lâm Sơn anh? Không, L1 tức là cái khóa huấn luyện sức na. Có nhà quân trường nào thưa anh? À, thuộc quân trường Nha Trang đó. Còn em có ông anh đi không quân nhưng mà ảnh huấn luyện ở trung tâm huấn luyện Lâm Sơn. À thì cũng có thể là không quân thì huấn luyện ở Nha Trang chứ không quân. Ở Nha Trang là, vâng. Là đồng đế Lâm Sơn là cũng có không quân hết ha anh? À, không. Ở Nha Trang nó có nhiều trung tâm huấn luyện lắm. Thì nó có trung tâm huấn luyện Nha Trang của không quân, rồi trung tâm huấn luyện của hải quân, rồi trung tâm huấn luyện của đồng đế. Thì nó mới lúc đó thì tụi em cũng còn biệt động quân rồi. Trong cái tình trạng hiện giờ của đất nước đó thưa anh, mình có lời chia sẻ nào nữa không? Em xin phép anh cho em đọc lời chia sẻ của chị Ba gọi từ Galenro. Hồi đó chị ở Củ Chi, mỗi lần thấy máy bay bà già, cho đến giờ sau 41 năm, nghe anh Gia nhắc lại cô vẫn thấy sợ trong người. Cảm ơn chị Ba. Chị Ba sợ máy bay bà già, chắc tại mỗi lần mà thấy máy bay bà già là có chiến tranh đó, phải không thưa? À vâng, thì đúng rồi, máy bay bà già thì tôi là, đang là đi đến đâu là bà già đi ngang là thấy bà già đi là đà là biết cái chỗ đó sắp sửa có đụng trận. Có đụng trận thì mấy bà già mới đi. Thì còn bị ám ảnh mấy người ở nhà quê đó anh. Mỗi lần mà em nghe kể là mấy người nhà quê mỗi là thấy mấy bà già tới là người ta lo, người ta chạy trước đó. Tại vì sắp sửa là đụng trận đó. Không, tại vì cái vấn đề mà là họ biết rằng thì là Việt Cộng tới rồi. Thì đó, thành thì họ sợ chứ không phải họ sợ. Đúng rồi. Việt Cộng tới thì mình mới cho đánh. Vâng, dạ, vâng. Thành ra họ phải trốn trước. Vâng, thì chúng tôi thấy Việt Cộng là phải đánh thôi. Dạ, hay quá. Vâng, sau đây là lời chia sẻ của chị Bạch gọi từ Minnesota. Vâng. Xin chào cô Trang Thanh Lan và cô Phương Hồng Quế. Dạ, chào chị Bạch. Hôm nay hai cô mặc áo đẹp quá. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Bạch. Dạ vâng. Cô muốn hỏi thăm là máy bay bà già. Cô hỏi máy bay bà già anh là có phải là L-19 không? À, đúng. Máy bay bà già là L-19 tại nó là nó mỏng manh như chiếc lá vậy á.
mà nó chuồn chuồn đó phải không anh? À, mấy cái chuồn chuồn cũng thế. Nó có nhớ, nhiều ở dưới quê à. Em mỗi lần mà em biết đó, cái đó là L19 hay là bà già ở dưới chết cha mấy bà chuồn chuồn tới chuồn tới là thấy sắp nữa gì cộng rồi đó. Thì người ta có nhiều cái danh từ đặt tên cho cái máy bay L19 tại nó nhiều, tại nó vừa chậm mà nó lại vừa mỏng manh thành cái như chiếc lá vậy á, thành ra đông đông người ta có thể nói nó là như là chuồn chuồn hay là bà già. Nhưng mà nó đi tới đâu thì rung linh trái đất nó đó. Dạ. Và tổng nó đi tới là làm đến đâu mà có chạm địch thì là có bom đạn tới. Dạ. Nhưng mà những cái anh mà bay Cessna như anh đó. À. Anh có những anh bạn nào mà tử trận hay bị thương không anh? À không, lúc mà đi hành quân với anh. Cái chuyện có chứ, có nhiều lắm. Mà anh may mắn là anh không bị thôi. À, vâng. Nhưng mà có những cái người có kỷ niệm nào với những đồng đội của anh, những người bạn của anh mà bị thương hay là mà khiến cho anh cảm thấy là đau lòng? Dạ vâng, thì ở đơn vị tôi có 2-3 trường hợp là các anh em ở trong phi đoàn đi hành quân rồi bị bắn rớt đó, rồi chết cả hai người chứ nữa. Dạ. Thường vấn đề phi đoàn với anh phải không? Vâng, khi không quân mà rớt thì là còn trong có 2 người. Dạ. Mà thường thường không quân mà rớt máy bay ít có sống rồi mình ha, ít có khi nào. À, dạ, cũng thỉnh thoảng cũng có những trường hợp thôi. Nhưng mà em thấy thường phi cơ thường thường là bị cháy anh hả? Thường thường nó phi cơ mà xuống thường hay bốc cháy lên. Chồng của chị Phượng Linh cũng rớt mấy lần đâu chết đâu, cũng sống nhăng. À không, tùy theo trực thăng, đó là trực thăng. À trực thăng. Trực thăng thì đỡ hơn mấy cái. Đúng rồi, nhưng mà trực thăng thì mấy cái xe. Lý do gì mà trực thăng cái xác suất mà còn sống ở trực thăng nhiều hơn là ở mấy máy bay kia? Tại vì máy bay kia là máy bay có cánh thì phải đáp, phải có phi trường mới đáp được. Còn trực thăng, còn trực thăng là muốn đáp chỗ nào đáp? Muốn đáp thì mà thấy máy là bốc lên bay liền. À, đúng rồi, họ thấy ví dụ như họ rà trên ngọn cây mà thấy nguy hiểm họ bốc lên liền. Còn máy này có cánh dễ, nó muốn bay muốn đáp ở đâu đáp? Đó, còn máy bay này có cánh thì có cánh thì phải muốn đáp ở đâu thì đáp, có phi trường mới đáp được. Dạ, cho nên là trực thăng nó ít có cái nguy hiểm hơn. À, cũng có nguy hiểm chứ, trực thăng cũng nguy hiểm. Cái ngành nào nếu mà gân ship á, thì đi đánh trận là ở dưới nó bắn lên thì khi cũng nguy hiểm chứ. À, thì đúng rồi thì cái ngành nào nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Dạ vâng. Ăn thua số mạng hơn xui nữa. Đúng. Dạ thưa anh, xin phép anh có lời chia sẻ một lời chia sẻ nữa thưa anh. Cựu trung úy Đỗ Thanh Tòng từ Maryland thuộc binh chủng bộ binh, hôm nay nhân tiện có trung tá không quân trên đài xin yêu cầu hai cô hát bài Một Chuyến Bay Đêm. À, dạ. Hát rồi. Lấy cao chút xíu, còn mấy phút nữa mình hát bài nữa. Tụi em sẽ hát một đoạn để tặng anh Thi Anh. Quê hát Tông Mi đó, Tông Pha đi. À, hát bài hát này cũng tặng chị cũng như là các anh chiến sĩ không quân Việt Nam Cộng Hòa. Tặng anh Gia ngày hôm nay đúng là phải tặng bài này cho anh. Vâng, cảm ơn. Dạ vâng, sẽ hát một đoạn đi vì mình cũng sắp hết giờ. Trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện Một Chuyến Bay Đêm. Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió, đầy ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn mơ. Nhìn trời cao mà xéo, mà mơ ước như diều để níu đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đi nhàn du thăm tinh cầu, chành thương hai đứa giờ vui xuống nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau, bạn bè dù cách xa tình nàng chưa nói nhưng mà say dài nhân hơi que mắt em u hoài theo tìm trong chuyến bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi, ước rằng
tình ta yêu xưa lại nhớ lúc nhân tình mùa mây. Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài, nhẹ thương giữa đại dương, vòi duyên dâm ven rừng. Bạn có nhớ chuyện này, tôi ghi lúc vũ trụ con ngủ say. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vũ trụ con ngủ say. Vâng, xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát để mời quý vị xem một số thông tin thương mại của đài. Vâng, Thi Hà Hậu Phương hôm nay tiếp đón đến hai vị khách. Vị khách thứ nhất là anh Trung tá Không Quân Anh Gia, và người khách thứ hai là Không Quân Nguyễn Việt Hùng. Và em mời anh Hùng gửi lời chào đến quý vị khán thính giả và các chiến hữu. Không Quân Nguyễn Việt Hùng xin gửi lời thân chào đến đài TV Hùng Việt và các khán thính giả. Và xin chào Phương Quế và Trang Thanh Lan. Dạ, mời chào anh. Thưa anh. Chào anh. Dạ thưa anh, thì nãy giờ chúng em đã hỏi anh Gia về cái cuộc đời binh nghiệp của ảnh. Thì hôm nay thì chắc khán giả cũng muốn biết anh Nguyễn Việt Hùng. Nguyễn Việt Hùng thưa anh. Nguyễn Việt Hùng. Dạ. Anh Nguyễn Việt Hùng nhập ngũ năm nào thưa anh? Tôi nhập ngũ năm 1972, tháng 9 năm 72. Ồ, nhập ngũ năm 72. Dạ. Yeah. Nhập ngũ năm 72 thì còn 2 năm nữa mất nước rồi. Yeah. Đúng ra là lúc vào lính là tôi 17 tuổi rưỡi, mà đi mất nước là 20 tuổi rưỡi, tức là khoảng đúng 3 năm. Dạ. Yeah. Tức là anh nên ra là anh ra lính không quân tới 2 năm sau là mới mất nước hả anh? Không, anh còn đi học. Trong không quân nó nhiều cái chương trình huấn luyện lắm. Thành ra lúc mà học ra họ dạy mình sinh ngữ nè. Đến trường xong lúc mà tôi đang học khóa 45 hoa tiêu quan sát đó. Xong cái ngừng bay đó, thì họ lại đổi qua là học quân sự giai đoạn 2. Thì vừa học xong là mất nước, thành ra chưa có cái cơ hội để mà tức như là hoa tiêu, anh vừa mới nói hoa tiêu, tức là hoa tiêu là cái người co-pilot phải không anh? Không, hoa tiêu quan sát tức là học về để trở thành pilot. Của giống bay Cessna giống như anh già vậy. Anh cũng có cái mộng học là nếu mà nói về mộng là tôi mộng từ hồi tôi 12 tuổi rồi. Tức là ở ngày xưa lớn ở Thủ Thừa đó. Cứ mỗi lần mà thấy trực thăng mà đáp xuống để đón ông cục trưởng đi đó, mà nhìn thấy mấy ông pilot đứng lúc đó oai hùng quá. Thích quá không anh? 12 tuổi là tôi nhìn tôi nói sau này mình phải là pilot mới được. Dạ. Thành là vừa đậu tú tài xong là vừa coi thấy có tên xong là tôi đi vô thẳng không quân luôn. Dạ. Vô tình nguyện liền. Không quân là tình nguyện mà, đâu có dạ, đúng rồi. Dạ, tình nguyện rồi nhưng phải có chiều cao nữa, nếu anh đi bay phải có chiều cao. Đòi hỏi không quân thường thường em thấy là đòi hỏi phải chiều cao ít nhất là thước 7 phải không anh? Không, là như thế nào? Cái thời năm không biết là thời của anh Gia như thế nào, nhưng mà thời của tôi á là lúc đó là chỉ có thước 68 đã được vào. Dạ thì em đại khái đến 68 trở lên. Nhưng mà có cần học lực như thế nào không thưa anh? Phải, tôi nếu mà về bên bay đó là chỉ cần tú tài 1 thôi. Còn nếu mà về bên không phi hành đó thì phải tú tài 2 trở lên. Không phi hành lại đòi hỏi cao hơn. Vâng, họ đòi hỏi cao. Dạ, như vậy thì cái mộng của anh á là làm không quân. Thì là, khi mà phải anh là học pilot nữa. Pilot đó, nhưng mà khi mà anh học ở trong trường rồi đến ngày mất nước thì anh vẫn còn đang học hết thưa anh? Hay là học, đã ra trường? Vâng, chưa ra trường. Tức vẫn là còn đang chờ, tại vì lúc đó là xăng nó ngừng lại rồi không cho bay nữa, thành ra chỉ chờ để mà tiếp phim. Mà lúc đó đã được mão bay rồi chứ. Ô bay rồi, học xong T41 rồi. Đang bay lần đầu bay rồi. Vâng. Không được mặc bộ đồ bay là hãnh diện. Cũng thỏa được một phần chí rồi. Nhưng mà anh có tiếc nuối gì không anh? Quá tiếc nuối. Anh có tiếc nuối không? Là bởi vì anh chưa có một ngày nào mà đi hành quân hết. Cái đó không? Là cái niềm mà anh đã bị, mình đã bị mất nước rồi. Thành thử mỗi ra lần là tôi nhìn mấy ông anh này tôi cũng thấy hơi là xấu hổ, là tại vì mấy ông này đã đổ xương máu rất nhiều, mà tôi chỉ đổ mồ hôi ở trong quân trường thôi, chưa bao giờ thấy chưa được đổ xương máu. Nhưng mà anh cứ tiếp tục anh, bây giờ anh cũng tiếp tục anh hoạt động với các anh để nếu cho cái cái hoạt động với mấy ông anh này thì lúc nào tôi cũng có hết. Tại vì có thì để sống lại những hình ảnh mà anh hằng mơ ước. Dạ thưa hai anh, em xin phép được em đọc lời chia sẻ của một người lính già ở Tennessee gửi lời thăm đến mọi người. Dạ em chào người lính già Tennessee, em mới nhắc tới anh đây. Cảm ơn hai cô đã hát bài Hoa Biển tuần trước đã yêu cầu, hôm nay người lính già xin yêu cầu bài Tuyết Trắng để tặng các anh em không quân trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhất là anh em ở phi đoàn 518 ở Biên Hòa.
Wow, chút xíu nữa tụi em sẽ hát cái bài Tuyết Trắng đó thưa anh. Chắc chắn là phải có bài Tuyết Trắng. Vì thế anh không cần hỏi là có bài Tuyết Trắng rồi. Chúng em sẽ hát cái bài Tuyết Trắng vào cuối chương trình để mà tạm biệt luôn đó thưa anh lính già. Dạ vâng. Hầu như đi chương trình nào của không quân cũng đều có bài đó hết. Dạ, yeah. Cái bài đó là bài chính mà chủ lực. Cái thành ra không quân hạnh phúc thì cũng cái hát đó là nhưng phải mà có rồi, phải có nhưng mà cái bài này thì hầu như là show không quân nào cũng có hết. Có nhiều lúc tôi muốn hát bài đó lắm mà tại vì đi đâu cũng đụng hết thành ra không bao giờ hát bài đó. Cũng có nhiều bài không có một bài anh. Có một bài chim trời chưa mỗi cánh anh cũng nói về vùng trời ngày đó cũng là không quân. Dạ có nhiều bài lắm thưa anh. Những cái bài mình muốn là nó dễ thôi chứ khó. Dạ. Thưa anh, vậy thì cái lý do gì mà anh chọn lính công quân thưa anh? Như nãy tôi nói là anh từ nói năm rồi. 12 tức là anh mê lính mê công quân vậy thôi đó anh. Thành ra, thứ nhất á, là mình biết là cái năm 72 đó, nếu mà tôi không vào không quân á, thì bộ binh cũng sẽ đón nhận mình, thành ra thôi. Vừa thấy tên vừa đậu xong là tôi chạy vô không quân. Nhưng mà cái không phải là vào là dễ đâu. Tại vì cái toán của tôi vào là khoảng 300 mấy chục người đó. Mà cuối cùng, mà cái ngày cuối cùng mà nó nhận vào còn có 6 người thôi. À, cũng là có phải dễ vào không quân rất là khó. Rất là khó, tức là rồi khám mắt khám tốt, khám mũi rồi. Khám đủ thứ hết á. Dạ, không quân đi khám kỹ lắm. Đúng ra là tôi không được vào luôn, là tại vì tôi thiếu lúc đó thiếu sức nặng đó anh. Lúc đó mặc dù chiều cao thì đủ nhưng mà ốm lắm. Thành ra không đủ sức nặng. Nhưng mà tới lúc đó thì mấy người đó họ hỏi cái câu đó đó, hỏi cái câu tức là anh cho biết tại sao anh chọn không quân làm cái binh chủng mà cái quân chủng mà anh muốn vào đó. Thì tôi nói cái câu là tôi mê không quân từ năm 12 tuổi. Vừa nói câu đó là cái bà bác sĩ bác ký luôn, không có nói nữa, là cho vào luôn. Vậy thì ngày 30 tháng 4 anh ở đâu thưa? Ngày 30 tháng 4 tôi ở nhà lúc đó ở Sài Gòn, tức là cái năm tháng 4 đó tôi đã hai lần di tản rồi, là di tản thứ nhất là đã từ Nha Trang về Sài Gòn là ngày 1 tháng 4 đó. Đến ngày 30 tháng 4 thì là di tản lần thứ hai, nhưng mà cái ngày hôm đó lại không có plan, tức là không có quyết định đi. Sáng mà nghe nói là phải vào trình diện đơn vị gốc á, thì lúc đó tụi này mới biết là mình là những người lính không có đơn vị. Tại vì người ta vào, người ta chẳng hạn như anh Gia, anh có phi đoàn 116, anh về đó, còn tụi tôi từ ở ngoài Nha Trang về là đâu có biết mình đơn vị nào chưa đâu. Có đơn vị. Thành ra coi như là những người lính không có đơn vị. Rồi vậy thì anh đi đâu lúc đó? Thì tháng buổi sáng, 30 tháng 4 đó là tôi lúc mà nghe lệnh là phải vào đơn vị gốc thì tôi mình nghĩ thôi đó chứ mình về, mình vào Tân Sơn Nhất. Thì lúc chạy vào gần tới Tân Sơn Nhất đó, gặp mấy người bạn chạy ra, họ nói đừng có vào tại không có ai trong đó. Thế là thôi tôi lại vòng về nhà lại. Nhưng mà cũng giống như anh Gia nói, tức là cái mỗi người nó có một cái số. Thì cái số của mình là tôi gặp một thằng bạn, không phải là bạn, tức là nó em của nó chơi với em thôi, mà ngày hôm đó nó lại tới nó chở tôi đi. Rồi hai thằng cứ đi theo chạy ông Đa chạy xuống rồi leo lên chiếc Việt Nam Thương Tín đó. Thì đầy quá nó không cho lên. Cái qua chiếc Trường Xuân thì lại vắng quá, nhưng mà cũng leo lên mà không đi được. Đến 1 giờ trưa tự nhiên có người sửa máy rồi chạy luôn, đi chiếc Trường Xuân đi. Tức là anh vượt biên ngày đó luôn. Vâng. Đi theo tàu hả? Tàu Trường Xuân. Thưa anh, trong cái tình hình đất nước hiện giờ đó thưa anh Gia, ở trong nước mình bây giờ cái vụ cá chết, vấn đề cá chết mà ô nhiễm môi trường đó, thì đồng bào trong nước chúng ta hiện giờ đang rất là biểu tình rồi bị đánh đập đàn áp rất là nhiều, thì anh có một cái cảm nghĩ gì về những cái cuộc biểu tình? Chúng tôi nhìn thưa thấy anh, cuộc biểu tình ở đồng bào Việt Nam tôi thấy khổ quá. Chúng tôi thấy thương đồng bào Việt Nam. Bởi vì đồng bào Việt Nam mình đã đủ biết bao nhiêu tai ương, hạn hán, rồi rồi bây giờ lại tới cá chết, rồi các bên tàu đó nó đưa người sang, nó nên nó đi vào những chỗ vùng vùng quê kia để nó cứ toàn nghĩa là lừa bịp, rồi nó đòi mua những cái nọ mua kia, mà mua toàn thứ nó đâu cần đâu, nhưng mà nó mua để cho hại lên kinh tế của Việt Nam đó. Thành ra bây giờ dân chúng Việt Nam bây giờ chúng ta cứ chẳng nghĩa là cứ để cứ mình cứ ngồi yên để cho Đảng Cộng sản muốn làm gì thì làm, mà muốn làm tất cả những cái sự mà dân chúng khổ cực bây giờ là bị Đảng Cộng sản làm nên, chứ không chứ là nước của chúng ta là biển xanh mà người là biển bạc mà. Mà tại sao mà đến giờ này là cá chết là nó đưa đến chẳng hạn như là những cái Formosa là nó xả axit xuống. Rồi nó cũng có khi rồi nó còn chở những khách xít ở chỗ khác, thùng ban đêm mới đến nó đổ lại cho mình nữa. Mà nó muốn lấy kiểu giết, tiêu diệt dân Việt Nam, thành ra người Việt Nam bây giờ mình phải hiểu ra, mà phải nhìn ra rằng thì là chúng ta đang sống mà cái kiểu mà
cứ để cho Đảng Cộng sản muốn làm gì thì làm, nó muốn bán mình thì nó bán, muốn gì thì mình không thể làm thế được nữa. Rồi em thấy cái chuyến này á, thì kỳ này là dân chúng quá phẫn nộ rồi. Cho nên nó đến là... cái mức độ gọi là bị họ tới dồn vào chân tường rồi. Thành ra thấy bây giờ phải công nhận là cái sự can đảm của những người ở Việt Nam bây giờ rất cao. Dạ. Họ can đảm đứng lên, họ nói tiếng nói của họ, họ muốn bộc lộ tất cả những cái gì họ muốn, nghĩa là cho Cộng sản thấy là họ không có thích như vậy nữa. Dạ, tức là không sợ nữa, không sợ nữa. Sợ hãi nữa. Bây giờ theo đánh đập thì đánh đập, dạ, họ vẫn ra, họ dạ, không họ có phải ra, là... thương quá, thấy những cảnh đánh đập mà mấy người đi biểu tình tội nghiệp quá. Em thấy mấy em bé, anh biết không, em coi mấy video clip em cầm nước mắt không được đó thưa anh. Không thể nào mà chịu đựng nổi, con nít rồi đàn bà. Đàn bà, con nít rồi nó đánh hết à? Dạ, nó không có kể gì hết. Nó chỉ làm sao để cho cái Đảng Cộng sản để nó được một mình nó cai trị thôi. Nó cứ thành cái nó cứ người là nhận tiền nhận bạc của bên Trung Quốc xong rồi về nhà là về nó được đồng bào của mình thì nó đàn áp, nó làm đủ cho kiểu để cho mấy giờ chúng ta cứ ngồi yên để nó làm thì nó làm thôi. Bây giờ được. Chúng ta ở ngoài ngoại thì mình á lên tiếng, tất cả chúng ta đồng thanh lên tiếng để mà trợ giúp cho đồng bào ở trong nước chúng ta lên tinh thần để họ tiến tới mạnh hơn nữa, thì hy vọng rằng họ tiến tới càng ngày mạnh nữa thì có thể là sẽ dẹp được cái Đảng Cộng sản độc tài đó. Chứ bây giờ đến một cái lúc mà dân chúng không có còn cái gì để ăn để uống hết, môi trường ô nhiễm, ăn cái gì cũng chết hết, ăn cái gì cũng chết, cũng bệnh sợ thiệt á, dạ, quá sợ hãi tội nghiệp dân sống mà không có một cái không có an tâm, không biết mình sẽ bị không biết mình ăn cái này vô nguy hiểm chết, bị chết lúc nào, cái gia đình cái mạng sống của mình, gia đình chung quanh những người dân vô tội đó, tự nhiên chết oan chết ức hết thưa anh. Có những người ở Việt Nam bây giờ đó họ biết ra ăn vật chết nhưng mà bây giờ không có tiền cho thật ra họ vẫn mua họ ăn nhưng mà những người có tiền thì họ thôi đi tìm những cái thứ tốt bây hơn giờ nếu ăn. Mà biển không thì còn cá đồng cá sông nhưng mà sợ ảnh hưởng vô tới mà, sông ngòi. Nó còn lâu dài chứ thưa anh hôm nay là nghe nói không phải miền Trung đâu mà nghĩa là ở trong mấy cái kinh ở Sài Gòn đó miền Tây rồi kinh của Sài Gòn cái kinh Nhiêu Lộc gì đó tôi thấy ở trên internet bữa nay đó kinh Nhiêu Lộc đó thấy cá cũng chết nhiều lắm rồi cá nổi nó chết tức là ngay Sài Gòn rồi đó ngay Sài Gòn rồi phải không tới hồi sáng coi cái trong Facebook á dạ cho coi cái cầu nào ở Sài Gòn đó mà chiếu cả Nhiêu Lộc nổi lên Nhiêu Lộc cái Nhiêu Lộc bắt đầu tới Sài Gòn luôn nữa thì coi như là cả nước luôn từ ngoài mà Bắc vô tới Trung tới Nam là coi như là cả nước luôn thì rất là thương đồng bào ở trong nước chúng ta sống ở cảnh như vậy thì thôi để mình cái vận nước của mình điêu linh như vậy thì mình mỗi người Việt Nam của mình cũng đau khổ mình cũng cầu nguyện nhau, mình cầu nguyện mỗi đêm mình phải cầu nguyện để cho dân Việt Nam mình bớt đau khổ bớt cái lầm than của cái tụi cộng sản và tụi Trung Cộng nó đàn áp thì bây giờ chúng em sẽ mượn một cái bài hát của nhạc sĩ Tiến Song Hưng Phạm Đình Chương Phạm Đình Chương và nói về một cái đau khổ của người dân miền Trung mà coi như là quanh năm lũ lụt quanh năm mỗi rồi năm bây đều giờ, có dạ. Em sẽ tặng quý khán giả để cho phù hợp với những cái nạn cá chết cũng như là biển miền Trung chúng ta bị nhiễm độc như tặng hai anh ở đây cảm ơn hát của cô. Miền Trung vọng tiếng em sinh em bé tên là Hương Giang đêm đêm phu ảnh trắng vàng mà than hò ơi phiên đông ba buồn quá cửa chờ bên vẫn lâu thuyền vó đơm sâu ơi hò quê hương em nghèo lắm ai ơi mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn trời rằng trời hành cơn lột môi năm à ơi khiến đau thương thâm
ngập Thuận An để lang biển khơi. Ơi hò, ơi hò, hò ơi, ai lạc qua là thôn vắng nghe sâu như mùa mưa nặng, cùng em xa rừng đều tranh chiếu mạnh. Hò ơi, bao giờ máu xương hết tuôn tràn, quê miền Trung thôi hết điêu tàn, cho em ca khúc ca nồng nàn. Ngày tan cơn đau binh, mẹ bồng con sơ sinh, chiều đầu gió xôn xao đón người Trường Chinh, ngầm ngồi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Hò ơi, ai đã qua là thôn vắng nghe sâu như mùa mưa nặng, cùng em xót dần lửa tranh chiếu mạnh. Hò ơi, bao giờ máu xương hết tuôn tràn, quê miền Trung thôi hết điêu tàn, cho em ca khúc ca nồng nàn. Ngày tan cơn đau binh, mẹ bồng con sơ sinh, chiều đầu xóm xôn xao đón người Trường Chinh, ngầm ngồi hân hoan tiếng cười đoàn viên, ngầm ngồi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Câu hỏi mà mình thì anh à, em thấy trong tháng 7 này anh có một cái chương trình gì đó, anh có thể giới thiệu cho các anh chiến sĩ biết, với các khán giả biết không kia? Dạ vâng. Cái, tất cả những anh em quý vị cũng đã biết là cái cách đây khoảng mấy năm đó họ có một cái đại hội một của sư đoàn 4 không quân tổ chức ở San Diego. Thì kỳ này anh em lại họp lại để mà quyết định làm đại hội 2. Thì sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 7 năm 2016 năm 2016 ở nhà Seafood Palace ở đây. Thành như vậy anh hình như là anh Gia là hội anh trưởng là, anh Gia là trưởng ban tổ chức, trưởng ban tổ chức. Vâng. Dạ, vâng. Thì anh có hay thể... anh có thể nói sơ qua về cái chương trình của không quân sắp tới này em xem. Dạ, cái chương trình không quân sắp tới thì như anh Việt Hùng vừa mới trình bày là sẽ tổ chức đại hội vào ngày mùng 3 tháng 7 vào lúc 5:30 chiều ở Seafood Palace. Dạ. Thì trong chương trình đó thì cũng có những chương trình văn nghệ của ca đoàn của bên không quân, và cũng có những sự giúp vui của các ca sĩ. Anh có thể trình bày cái lý do họp mặt, cái lý do họp mặt của cái sư đoàn 4 không quân cái kỳ này không thanh là kỳ thứ mấy thôi? Dạ, tức là sau 41 năm, đây là lần thứ hai sư đoàn 4 không quân mới tổ chức. Mà cái lý do chính đáng là bây giờ như các anh chú thấy là lúc bỏ nước ra đi là năm 75 mà bây giờ là 16 thì nó là 41 năm rồi. Thành ra 41 năm từ ngày xưa lúc mà khi vào trong quân đội thì lúc mà di tản sang đây thì là ít nhất cũng phải 20 tuổi. Thì bây giờ nó là trên 60 tuổi rồi. Thì ấy là những người trẻ đấy, còn những người lớn tuổi của tôi là trên 70 hết rồi. Thành ra người nào cũng có mong muốn để gặp lại những cấp chỉ huy ngày xưa, các bạn bè, rồi các đồng ngũ, đồng đội, những người sống chết với nhau từ bao nhiêu năm trong bộ chiến. Thành ra gặp được ngày nào là vui ngày đó, thành ra mừng rỡ thì muốn để tổ chức. Thành ra đây là lần thứ hai mà sư đoàn 4 không quân tổ chức. Dạ vâng, xin phép anh có lời chia sẻ. Sau đây là lời chia sẻ của Mũ Đỏ Nguyễn Hữu Cang. Em chào anh Cang, gọi từ Florida. Em chào anh Cang. Gửi lời thăm mọi người trên chương trình Thế Hậu Phương. Chân thành cảm ơn Đài Hồng Việt có chương trình rất tuyệt vời cho những cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin gửi lời chào Cùi 17 Nguyễn Đức Gia. Vâng. Sao Cùi? Dạ không, ở bên trên Đà Lạt cái... ông vị chỉ huy trưởng ngày xưa đó thì cứ âu yếm thương xót các sinh đàn em, nói yêu là cùi. Là sao, ùi hả? Cùi. Như vậy là anh này cũng là Đà Lạt rồi. Không, anh này là anh là nhảy dù. Anh nhảy dù. Không, nhưng mà cũng từ Đà Lạt ra. Dạ, chắc là anh cũng. Dạ, chắc có lẽ mà. Anh mới biết như vậy, anh biết là Đà Lạt và ra. Dạ. Thì ở sẵn tiện ở đây đó là chương trình của mình á, thì khán giả của 50 tiểu bang đang xem. Cho nên là anh có lời kêu gọi các anh không quân mà ngày xưa ở sư đoàn 4
Tức là sư đoàn 4 là bao gồm cả Sóc Trăng, cả Cần Thơ. Vâng, anh, 16 tỉnh. Và 16 tỉnh, cho nên là nếu mà quý vị nào mà không quân ở sư đoàn 4 mà muốn tham gia thì có thể là liên lạc, hội ngộ thì liên lạc với anh. Ở số phone nào thưa anh? Vâng, nếu mà liên lạc với tôi thì ở số điện thoại là 949-381-9431. Dạ vâng, anh có thể nói rõ thêm một chút xíu là nếu mà tham dự như vậy thì là ở Seafood Palace 2 nhưng mà cái giá vé như thế nào, hay là cái chương trình, anh nói ngắn gọn cái chương trình. Giá vé tối hôm đó là 45 đồng mỗi người. Dạ. Tức là có ẩm thực luôn. Vâng, luôn ẩm thực và nhà ngủ. Vâng. Thì hiện giờ là chúng tôi đã bán được khoảng 450 vé rồi. Ồ, vậy thì cũng nhiều. Cũng nhiều, nhưng mà Seafood Palace thì khoảng được 500-600 người. 600. Thì hiện giờ là cái dự tính là khoảng 600 người, nhưng mà hiện giờ đã lên được 450. Nhưng mà cũng xin báo cho quý vị là ngày hạn chót để ghi danh là cuối tháng này, tức là 31 tháng 5. Dạ, để mà các anh không quân ở sư đoàn 4 nếu mà có muốn về hội ngộ để gặp bạn cũ thì liên lạc với anh Gia ở số điện thoại 949-381-9431. 949-381-9431. Vâng. Dạ vâng. Chương trình văn nghệ là hình như là có ban nhạc Hạ Trắng phải không anh? Vâng. Nghĩa sữa. Có, đúng rồi, có nghĩa sữa trong có đó. Có sữa nữa, có sữa là nghĩa sữa. Ban nhạc Hạ Trắng là ban nhạc full band ngày hôm đó sẽ chơi cho bên này. Dạ em biết. Dạ. Vâng. Rồi ca sĩ nào thưa anh? Chương trình có ca sĩ nào? Anh có thể hôm nay sẽ có chỉ mướn được Lilian. Ngọc Thúy. Dạ, Lilian, Ngọc Thúy. La Hô. Thanh Thủy. Ca sĩ trẻ, ba ca sĩ trẻ. Và Lion Vũ. Dạ, bốn ca sĩ Lê Anh Vũ vào. Lê Anh Vũ, dạ. Lê Anh Vũ, đúng rồi. Dạ, dạ. Và chương trình văn nghệ là bắt đầu từ mấy giờ thưa anh? Đúng ra là sẽ có những thủ tục chào phải có nha. Đầy đủ xong thì bắt không, nó khó nói giờ giấc lắm, nhưng mà có thể là có khoảng 7 rưỡi, phải không anh? Yeah. 7 rưỡi mình bắt dạ, đầu. Dạ vâng. Cảm ơn hai anh đã đến chia sẻ với chương trình Thế Hậu Phương ngày hôm nay. Thì cũng như thường lệ, trước khi mà chúng ta tạm biệt thì có một bài hát để mà chào tạm biệt quý vị khán giả. Hát Trang Ta Lan hả? Cũng như theo lời yêu cầu của người lính già Tennessee, chúng em sẽ hát bài Tuyết Trắng để tặng quý khán giả thương mến cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nhất là đặc biệt là binh chủng không quân và dạ, người lính già Tennessee. Dạ, mời hai anh đứng em mời lên hai hát anh cho vui. Bài dạ, này của hai anh sẽ hát chung với tụi em. Vâng, vâng. Dạ. Chiều nay em anh buồn lắm, đã hẹn nhưng chẳng thấy anh xa. Khi nắng công trường soi bước em, khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ mong, khi đường mây chờ anh tung cánh sắm. Đây áo bay màu xanh, xanh như tình ai. Thắt lại khăn ấm chín em ra. Khi gió quay cuồng sau cánh bay, con tàu thép gầm cho tim ngất ngây. Vì đào chạy dài, anh cất cánh bay lên. Và nghiêng cánh chim, con tàu sẽ rời xa thành phố rồi. Mây răng thật thấp, mây đan lụa trắng, mây pha màu nắng. Bột cao vút cao, côi tàu chết giờ. Một vùng tuyết trắng ngần, tuyết ơi xin nhường trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng chiều đi, không gian chợt tối, xóa nhòa vùng tuyết trắng mông mê. Anh ước
thuyết trình. Cho dù chúng mình không gian cách ngăn, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Rồi, xin cảm ơn các cô. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng. Mời anh gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả, thưa anh Gia. Dạ, xin chúng tôi đại diện cho ban tổ chức Đại hội 2 số 4 Không quân xin có lời cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả, và chúng tôi mong muốn các, nhất là các niên trưởng và các chiến hữu bớt chút thì giờ về tham dự với chúng tôi, bởi vì 41 năm đây mới có lần thứ hai mà chúng ta về, để chúng ta cái chủ đề lần này ấy là nhớ về Tây Đô một thời chinh chiến. Thế thì về để mà nhớ lại cái thời ngày xưa, để thế hệ chúng ta đã hy sinh cả hết cái tuổi thanh xuân. Vâng, để... ngày 3 tháng 7 phải không anh? Dạ, ngày 3 tháng 7 tại Seafood Palace trên đường Westminster. Vâng. Và anh nói nhanh cái số phone của anh một lần nữa để cho quý vị ở xa liên lạc, thưa anh. 949 381 9431. Vâng, liên lạc với anh Gia. Dạ vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng. Cảm ơn em, anh Hùng chào quý khán giả. Kính chào tất cả các khán giả của Đài Hồng Việt TV. Chương trình của chúng ta đến đây là phải chia tay rồi, thưa quý vị ơi. Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, anh Gia cũng như anh Hùng và Nghĩa Sữa phải tạm biệt quý vị ở đây rồi. Trang Thanh Lan xin hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 7 đến 8 giờ giờ Cây Ly. Rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua của quý vị và các anh chị. Hẹn tuần sau. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và hạnh phúc. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hồng.